Ở đây càng rẻ cũng nhiều giá lắm các bạn ơi, 200, 140, 450, 360, càng rẻ có giá các bạn, rất ngon. Đây này lấy mua về bán cũng rất rẻ, cái này bán sỉ không? Đây hai người đẹp đang còn nạo cá. Cá này cá gì vậy chị? À cá đắt lát đó. Cá đắt lát này nhiều ký vậy chị? Bán nhiều ký vậy chị? À 101 ký cá đắt lát các bạn ơi, rẻ quá các bạn. Ở chợ đầu mối Bình Điền này các bạn ơi. Quá rẻ luôn. Có 101 ký à. Cái sầu huyết này bao nhiêu ký vậy? Đó 140 à. À sầu huyết này 140 ký nè các bạn ơi. Này 200. À ông chủ bán sầu huyết đó các bạn. 200 ký đây 140. Cái sò này này dẻo quá 30. À dẻo có 30.000 ký nè các bạn. À ông chủ bán ốc đây. Đẹp trai chứ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Ôi người đẹp bán sò. Cái sò ốc hương này bao nhiêu ký rồi chị? Dạ 400. À 400 ngàn ký ốc hương này các bạn ơi, ở trong chợ hải sản Bình Điền này. Đây bà chủ bán ốc hương ơi. Quay đồ mấy ốc đồ này không bán được. Ốc này là ốc gì vậy anh? À thu hài bao nhiêu ký vậy? Có tại hôm bữa chợ bữa nay 160 còn mấy bữa chợ được rồi thì bán 120, 130. À thu hài này bán 160 các bạn ơi. Ốc móng tay hả chị hả? Bao nhiêu ký vậy chị? 30.000 ký hả chị? Ốc móng tay 30.000 ký rồi các bạn ơi. Ở trong chợ hải sản Bình Điền các bạn. Đây bà chủ ống bán ốc móng tay đây. Hôm nay Nguyễn Hòa bước chân vô khu D, khu hải sản cao cấp. Khu này đầu dưới là chuyên về ốc. Rất nhiều ốc các bạn ơi. Này chuyên về ốc các bạn ơi, đủ thứ loại ốc. Bán ốc quá trời quá, càng rẻ luôn các bạn. Quang cảnh người dân đi mua buổi sáng ở chợ Bình Điền, khu hải sản cao cấp khu D, và khu này cũng chuyên về ốc, rất nhiều ốc các bạn ơi.
băng ốc móng tay rất nhiều các bạn ơi. Cái khu băng ốc thì mê luôn các bạn ơi, quá trời ốc luôn. Càng ghẹ chả tôm một gì các bạn ơi, ghẹ nha các bạn. Ốc hương, ốc hương nhỏ có 180 kg các bạn ơi, 230, 260, 330, đủ loại các bạn ơi. Nguyễn Hòa tham quan trong khu hải sản cao cấp khu D, khu bán rất nhiều càng ghẹ. Khu này bán ốc móng tay cũng nhiều các bạn ơi. Loại ốc không biết đếm kể đếm hết. Quang cảnh trong khu hải sản khu cao cấp khu D, Nguyễn Hòa tham quan khu chuyên về ốc và càng ghẹ. Bước qua bên đây là khu này chuyên về tôm các bạn ơi. Và khu đây là chuyên về tôm và mực. Hải sản thấy mê quá các bạn ơi. Ủa tôm này bán nhiêu ký rồi chị? 150. À tôm này 150 ký này các bạn ơi. Tham quan khu cá, khu này chuyên về cá tôm mực, mực rất nhiều các bạn ơi, đủ thứ loại mực, mực nang, mực ống, bạch tuộc. Mê quá các bạn ơi, mực nó có 250 kg các bạn. Đó.
tôm mực rất nhiều các bạn ơi. Khu này làm cá màu cá ra rất nhiều. Người đẹp đang còn nạo cá. Cá này cá gì vậy chị? Cá đắc lát. À, cá đắc lát. Cá đắc lát là nhiều ký vậy chị? Bán bán nhiều ký vậy chị? À, 101 ký cá đắc lát các bạn ơi, rẻ quá các bạn. Ở chợ đầu mối Bình Điền này các bạn ơi. Quá rẻ luôn. Có 101 ký à. Tôm này có 100.000 ký rồi các bạn ơi, rẻ quá. Đây người đẹp đang còn bào cá đắc lát ơi, ở trong chợ. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Chuyên về tôm. Khu hải sản cao cấp bán rất nhiều đồ, đúng là đồ cao cấp. Càng rẻ ốc đủ thứ loại các bạn ơi. Nhìn thấy mê luôn. Chuyên về ốc và càng ghẹ, nhìn thấy rất mê luôn các bạn ơi. Bán sò. Cái sò ốc hương. Ốc hương này bao nhiêu một ký rồi chị? Dạ 400. À 400.000 ký ốc hương này các bạn ơi. Ở trong chợ hải sản Bình Điền này. Đây bà chủ bán ốc hương ơi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Khu này bán càng rẻ nhiều quá các bạn ơi. Quá trời ốc luôn. Không biết. Ok.
Ủa con này gọi là con gì vậy chắc? Sò mai hả? Sò đó bán bao nhiêu ký vậy cháu? 100.000 ký sò mai các bạn ơi, ở trong chợ hải sản Bình Điền này. Rất ngon, to quá ha. Con này đúng là hải sản cao cấp luôn à, khu đê các bạn ơi. Sò, ốc, đủ thứ loại. Biển Hòa tham quan trong khu đê, khu hải sản cao cấp. Ốc đủ thứ càng dễ. Vì ốc thấy mê luôn các bạn ơi. À làm YouTube ơi. Ốc này là ốc gì vậy anh? Tu hài. À tu hài nó nhiều ký vậy anh? Đó tại hôm bữa chợ bữa nay 160 á. Còn dạ. Chợ được rồi, này bán 130. À, tu hài này bán 160 các bạn ơi. Quay đây là khu hải sản cao cấp các bạn ơi. Nghêu, sò, ốc, đủ thứ các bạn ơi. Và đây là càng ghẹ. Càng ghẹ 200 kg, 140, 150 các bạn ơi, đủ thứ giá, 260 nữa các bạn. Cảnh trong khu hải sản cao cấp khu đê đó đây nhiều khu chuyên về ốc càng ghẹ đủ thứ loại ốc. Sò huyết có 140 kg các bạn ơi, 120, 85.000 đủ loại. Móng tay hả chị hả? Có nhiều ký vậy chị? Này 30 ngàn. À 30 ngàn ký hả chị? Ốc móng tay 30 ngàn ký rồi các bạn ơi. Ở trong chợ hải sản Bình Điền các bạn. Đây bà chủ ống bán ốc móng tay đây. Biển Hòa tham quan khu đê, khu chuyên về nghêu sò ốc. Đây là quang cảnh buổi sáng lúc 6 giờ sáng trong khu đê, khu hải sản cao cấp, khu chuyên về nghêu sò ốc đó các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chiên gà neo sò ốc rất nhiều. Anh lấy tính cho 50 ngàn. Ô nghêu có 50 ngàn ký này rẻ lắm các bạn ơi, trong nghêu chắc nghêu bò công không anh? Nghêu bò công thôi. Quang cảnh trong khu hải sản cao cấp khu D Nguyễn Hòa tham quan và trải nghiệm. Hải sản cao cấp. Ông là YouTuber đó nghe không đây? Chuyên về ốc. Đúng rồi. Khu này khu D chuyên về ốc không ạ? Càng ghẹ đủ thứ giá các bạn ơi, 280, 200, 210. Đây là khu hải sản cao cấp trong khu D các bạn ơi. Càng ghẹ có lũ lại giá các bạn. Đây hải sản cao cấp, hải sản Hương này các bạn. Của hải sản cao cấp đó nha. Nè bán ốc. À, chuyên về ốc à. Tham quan dài dài bên trong khu D, khu hải sản cao cấp. Đây đi cái chuyện mà nó bán cua còn có bán sầu huyết rồi đó. Này nhiêu anh? Cái sầu huyết này bao nhiêu ký vậy? Đây đó 140 à. À sầu huyết 140 ký nè các bạn ơi. Hôm nay 200. Ừ. À ông chủ bán sầu huyết đó các bạn. 200 ký đây 140. Cái sò này này dẻo quá 30. À dẻo có 30.000 ký nè các bạn. À, ông chủ bán ốc đây, đẹp trai nữa. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Chị ốc rủi hả chị, nhiêu ký rồi chị?
350 một ký rồi. Ốc này các bạn ơi, phía ngoài tham quan khu hải sản khu đê. Sau khi tham quan Nguyễn Hòa chuẩn bị ra về, cảm ơn các bạn đã xem video, xin nhấn like, chia sẻ và bấm đăng ký ủng hộ kênh Nguyễn Hòa nha. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều. Một buổi sáng Nguyễn Hòa đã tham quan bên trong khu đê, khu chuyên về nghêu sò ốc, đủ thứ loại ốc các bạn ơi, nghêu sò. Nếu các bạn muốn mua về bán lẻ thì lên chợ đầu mối hải sản Bình Điền này các bạn mua rất rẻ các bạn ơi. Mấy con chưa? Sau khi tham quan nhưng mà chuẩn bị ra về, ở đây có gì trong đó? Ủa sò này kêu bằng sò gì vậy anh? Sò này là sò gì vậy anh? Sò sữa. Sò sữa anh. Bình thường bán bao nhiêu một ký vậy anh? Bữa nay bán sống thì 15.000 ký. À, sò sữa bán sống có 15.000 ký là rẻ quá các bạn ơi. Nhìn to quá. Ăn nó cũng giống như con nghêu chứ anh hả? Nó ngon hơn anh nha. Ướp nướng. À, ướp nướng này.